Cuối năm là thời điểm mà các nhãn hàng tung ra những chương trình ưu đãi nhằm tri ân khách hàng. Nếu bạn là một tín đồ yêu thích đồng hồ, đừng bỏ lỡ chương trình ưu đãi lên tới 50% tại hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galley Watch. Với ưu đãi lên tới 30%, chị Tú Anh đã sở hữu một chiếc đồng hồ chất lượng từ thương hiệu Frederic Constant. Đây là ưu đãi rất hấp dẫn trong chương trình đón Noel mừng năm mới tại hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galley Watch. Năm nay là năm Covid, khá là khó khăn nha. Tuy nhiên thì em cũng muốn tự thưởng cho bản thân mình một chiếc đồng hồ. Được biết là ở Galley Watch thì có chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn. Nên là em đã tìm được một chiếc đồng hồ được giảm giá 30%, vừa tiết kiệm được tiền mà cũng vừa được tặng thêm voucher để giảm giá thêm lần sau. Đón Giáng sinh, mừng năm mới, hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galley Watch dành tặng ưu đãi lên tới 50% áp dụng với các thương hiệu nổi tiếng như Zenith, Chrono Swiss, Orient. Không chỉ ưu đãi về giá, mỗi khách hàng khi mua đồng hồ còn nhận được voucher ưu đãi với mức chiết khấu lên tới 30% cho lần mua hàng tiếp theo. Khép lại năm 2020 đầy biến động, Galley Watch muốn tri ân tới tất cả khách hàng bằng cơ hội mua sắm vô cùng hấp dẫn lên tới 50% được áp dụng với tất cả những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên toàn thế giới mà chúng tôi đang phân phối. Thông qua cơ hội mua sắm hấp dẫn này, chúng tôi nghĩ rằng các bạn có thể khép lại năm 2020 với những nỗ lực đáng tự hào của mình bằng việc tận dụng cơ hội này để thưởng cho mình những món quà mà mình yêu thích, cũng như là bày tỏ cái sự tri ân đối với những đối tác và với những người thân yêu. Trước thềm năm mới 2021, thay mặt cho Galley Watch, chúng tôi muốn gửi tới toàn thể quý khách hàng lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý khách hàng có một năm mới gặp thật nhiều may mắn và chúng ta sẽ có một cái khởi đầu mới thực sự thành công. Chương trình ưu đãi đón Noel mừng năm mới sẽ diễn ra tại hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galley Watch tới hết ngày 3 tháng 1 năm 2021. Với ưu đãi hấp dẫn, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để những người yêu đồng hồ sở hữu những sản phẩm chính hãng trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới.